xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài, và giờ này xin mời quý vị tiếp tục nghe lời pháp thoại của thầy. Và xin thầy giảng cho chúng con nghe đoạn kinh tiếp theo. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm đó, nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt rơi, móc bằng sắt thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Di Đà Phật, cảm ơn cô Minh Châu. Và thưa quý vị, nói về như cái câu hỏi của cô Minh Châu hồi trước đó, chúng ta làm con, nếu mà cái trường hợp như vậy thì cái người con đó có bất hiếu hay không? Và nếu người nào đó bất hiếu thì rõ ràng vào ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm sắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt thâu. Thì đó là cái điều mà nếu người con, cha mẹ đã hy sinh cho mình, đã trải cái tình thương cho mình, nghĩa là bất cứ dù có chết đi nữa, cha mẹ cũng không có từ nay. Nhưng mà người làm con đó, nghĩa là cho cái điều đó là cha mẹ phải làm, hoặc chả là được thừa hưởng những cái quả này, thì rõ ràng người bất hiếu, không có cảm niệm cái ơn đức sâu dày của mẹ cha, không có tri ân, không có nhớ tới cái tình thương yêu mà hy sinh tất cả, thì rõ ràng cái người đó là cái người bất hiếu. Còn cái người đó, họ trở lại, họ thương cha thương mẹ, họ nối tiếc lẽ ra, họ phải giỏi giang hơn, họ giúp đỡ cho cha mẹ, họ lo lắng cho cha mẹ, họ cố gắng, họ làm bất cứ những cái việc gì để đem lại cái lợi ích cho cha mẹ, để cha mẹ khỏi phải hy sinh của cái thân thể để mà lo cho mình. Đó là cái người có hiếu. Họ làm tất cả những điều lành, họ tri ân cái cha mẹ đó. Cho nên chúng ta biết, cũng trong cái trường hợp đó mà cũng có người thì có hiếu, mà có người thì bất hiếu. Thì thưa quý vị, như trong cái đoạn kinh đó, thì đoạn kinh này, móc bằng sắt thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nói chẳng vừa, làm cho cha mẹ làm cho thân thể nát nhừ như tương. Thì một cái đoạn này đã nói lên chẳng những cái địa ngục ở bên ngoài, mà cái địa ngục ở trong tâm của chúng ta, nó dày vò, nó cắn rứt, nó làm cho chúng ta không có chịu được, nó đau khổ còn hơn dao chém ở bên ngoài. Chúng tôi cũng lâu lắm chúng tôi đọc có một cái câu chuyện như thế này. Có hai cha con sống nhau, và khi mà người con trở nên giàu có thì tránh mặt cha mình đi, không có bao giờ lo lắng cho cha mình. Nhưng mà cái tình của người cha không có bao giờ quên cái người con của mình cả. Một lần nọ, ông cố gắng, ông tìm đến cái địa chỉ của nhà cái người con. Ông vào, ông thăm. Và thưa quý vị, một người ở quê lên với một cái nón rách, một cái đôi dép cùng, một cái áo, nhiều miếng vá. Mà nhằm cái ngày đó, ông nghĩ rằng là cái ngày Chủ nhật thì con mình không đi làm việc ở trong công sở, ở nhà. Ông lựa cái ngày đó, ông đến ông thăm. Thì nhằm cái lúc mà ông bấm chuông, ông vào nhà, con ông hỏi những người làm đây, phải cái tên của người đó hay không? Rồi á, người ta nói đúng, thì ông vào bên trong. Thì cái người con đó vào, thấy người cha, biết người cha, nhưng mà đương có một cái bữa tiệc rất là sang trọng, và đương tiếp những cái vị khách quý, có thể là đưa ông ta lên những cái địa vị quan trọng ở trong xã hội, và những cái người có thể ký kết một cái hợp đồng làm ăn rất là khá khắm với ông ta, và trong đó cũng có một người cha vợ tương lai của anh ta. Và ông ta đã giả lơ, không biết rằng là ông từ đâu tới đây, và bảo rằng ông không có thấy cái việc của tôi làm hôm nay đây rất là quan trọng, mà tại sao ông vào đây
ông quấy rầy tôi như vậy. Với cái sự đau lòng tột bực, nhưng mà thấy cái sự thành công của người con của mình, người cha đó vẫn vui lòng, kể như là con mình nó không biết, và ông âm thầm nuốt cái nước mắt vào trong lòng và ông ta ra đi. Và với cái tâm trạng là bằng lòng với con mình đã thành đạt và buồn lòng với cái sự thờ ơ của con, nghĩa là biết bao ngày mình đong đầy thương nhớ để mà gặp mặt đứa con, nhưng mà nó bạc bẽo quá cho nên không có thấy tất cả những cái gì ở trước mặt, mà chỉ như là rối ở tơ lòng mà thôi. Cho nên ông trên cái đường đi, ông băng qua đường và ông không có cần thiết gì xe cộ, và lúc đó thì ông bị tai nạn. Và người ta cũng không có biết được những người thân của ông, và duy nhất trong cái túi áo của ông chỉ còn một cái địa chỉ của người con để ông tìm đến, miếng giấy nhỏ. Thì lúc bây giờ người con đến nơi thì ông đã qua đời, và đó là một cái sự đau khổ trong suốt một cái cuộc đời của ông ta. Và đó là cái sự hành phạt và cái sự hối hận không có thể nào hết được, cái sự giằng vò trong suốt một cuộc sống của mình. Đó chính là một cái địa ngục mà nó đau khổ hơn cả dao chém thương đâm. Thì xin tất cả chúng ta, dù cha mẹ có sao đi nữa, chúng ta hãy cố gắng là một người con hiếu. Mà như ông bà cha mẹ chúng ta thường nhắc rằng là mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con, chứ không thể nào mà cha mẹ đi thăm mình mà mình lơ là như vậy, thì thật là rõ ràng đọa vào địa ngục như lời Đức Phật dạy. Dạ, con cảm ơn Thầy đã chia sẻ với con và quý khán thính giả một cái câu chuyện rất là cảm động. Xin Thầy giảng tiếp cho chúng con nghe đoạn kinh: Những hình phạt vô phương kể xiết, mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân thây, chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le, chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên muôn khổ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Và thưa quý vị, đây là Đức Phật nói lên những cái địa ngục, những cái sự hành hạ khổ sở của mỗi một con người đã làm cái sự bất hiếu. Và cái sự bất hiếu này nó nói lên cái tội khổ của chúng ta rất là nhiều, bởi vì cái công ơn cha mẹ như thế nào. Có những người họ quan niệm rằng cha mẹ sanh ra rồi phải có trách nhiệm để mà nuôi nấng cho chúng ta, chứ không có thể nào mà bỏ rơi được. Đó là cái quan niệm rất là sai lầm. Một cái tình thương chúng ta thương cha mẹ thương chúng ta, đó là cái lẽ đương nhiên. Nếu chúng ta nghịch lại thì chắc chắn rằng nó khác đi. Ngày xưa kia, thưa quý vị, như ông thầy Tăng Trâm, khi mà cha của ông ta có việc lỗi lầm, cha của ông ta lấy roi đánh, mà cái roi đó đánh ông ta không đau, ông ta khóc. Thì người ta hỏi tại sao đánh bộ ông cha của ông đánh đâu đó mà khóc. Ông nói rằng là không. Ngày xưa cha của ông ta còn mạnh đánh đâu, nhưng giờ này thì ông đã yếu rồi, cho nên cái roi đã đánh không đâu. Ông thương cho cha của mình đã tuổi già sức yếu, không có thể đánh đâu được nữa. Đó là cái điều hết sức cần thiết mà chúng ta hãy lo lắng, chứ chúng ta đừng có bỏ bừa cha mẹ một cách vô lý như vậy, thì rõ ràng nó dẫn đến cái tội khổ, chúng ta phải đọa vào địa ngục. Mà như trong kinh Đức Phật dạy chúng ta đó, nhiều cái việc làm để hành hạ những cái người bất hiếu, cho nên đã là làm con thì chúng ta không có thể nào quên được cái công ơn cha mẹ, để rồi chúng ta phải đọa vào ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, chứ không phải là không. Cái điều này á, có nhiều người nói rằng là Đức Phật chỉ hù dọa những người khác thôi, chứ không phải là có thật. Nhưng mà thưa quý vị, có những người đã vì những cái đồng tiền đã giam cầm cha mẹ, đã giết cha mẹ để lấy những cái tài sản đó. Và cái hình phạt đó rõ ràng ngay trong hiện tại đây đã bị những
luật pháp bắt bỏ tù, nhốt, và sau đó thì không biết bao nhiêu cái tội khổ nữa. Khi mà ngồi ở trong tù thì chắc chắn rằng những người đó rất là ân hận, nhưng mà cái việc làm đã lỡ rồi. Vì ở đâu? Do chúng ta không có đọc, không có hiểu được kinh, do đó cái lòng tham, cái lòng sân, cái sự thiếu hiểu biết nó xảy đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta không có bao giờ để tạo những cái tội lỗi để chúng ta phải đọa vào những cái địa ngục khổ sở như vậy nữa. Thì bổn phận làm con, thì thưa quý vị, đây là một đoạn kinh Đức Phật răn dạy chúng ta rất là kỹ cho những người phải có bổn phận, có trách nhiệm hiếu thảo đối với cha mẹ. Dạ, con cảm ơn thầy. Và con có một cái câu hỏi là nhiều khi thì do cái con người của mình nó vô minh và nó không có hiểu được cái lý lẽ của cuộc sống, cho nên nhiều khi là mình sinh ra bất hiếu với cha mẹ. Nhưng mà theo con biết thì theo đạo Phật thì cũng có cái luật nhân quả. Thì có cái khi nào mà do đời trước, ví dụ giống như là cha mẹ mình là ví dụ giống như con của mình đời kiếp trước mà làm chuyện có lỗi, rồi để cuối cùng là do cái luật nhân quả mà bây giờ họ phải bị con của mình đối xử tệ bạc một cách như vậy hay không, thưa thầy? Cảm ơn cô Minh Châu đã hỏi câu này. Thì thưa, rõ ràng thì nó cũng có, chứ không phải là không. Thì như Đức Phật Ngài dạy về cái nhân quả nghiệp báo thì nó có. Hôm nay đã tạo ra cái nhân thì thế nào cũng lãnh cái quả, nhưng mà chúng ta không có thể tiếp tục để mà tạo những cái nhân quả như vậy, để nó cứ luôn luôn nó trói buộc chúng ta, mà chúng ta hãy cắt đứt đi cái nhân quả đó thì nó không có luân chuyển tiếp tục trong cái đối với chúng ta và cha mẹ nữa. Bởi vì chúng ta đã có cái nghiệp từ trước cho nên chúng ta mới làm con cha mẹ của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta không có cái duyên trước, cái nghiệp trước, thì chúng ta đâu có làm con của một người cha, một người mẹ giàu có, hoặc chắc là con của một người cha, một mẹ khổ sở như vậy. Thì cũng là cái nghiệp trước. Nhưng mà chúng ta muốn cắt đi cái nghiệp trước thì hôm nay đây chúng ta hãy tu tập như lời Đức Phật dạy, thì chắc chắn cái nghiệp trước đó chúng ta bị cắt đứt đi, nó không có còn lôi cuốn chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi nữa. Dạ. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy, và chúng con thành tâm tri ân thầy đã ban bố cho chúng con một bài pháp thoại rất là sâu sắc và hữu ích, cũng giống như là những câu chuyện rất là cảm động và ý nghĩa. Thì chúng con nguyện sẽ khắc sâu trong lòng và áp dụng để báo hiếu cho mẹ. Và giờ đây vì thời lượng chương trình đã hết, chúng tôi xin tạm dừng và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có những thắc mắc về nhu cầu tâm linh hoặc Phật Pháp, hoặc có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa Điều Ngự ở số điện thoại 714-890-9513 hoặc Chùa Diệu Pháp ở số điện thoại 626-614-0566. Kính chúc quý vị vô lượng an khương, Bồ Đề Tâm kiên cố. A Di Đà Phật, xin chào quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật.